Ông Kim Quyên này, ông nằm ở đây không biết ông nằm bao lâu rồi, không biết chừng nào ông bò đi nó ngõ ngách nhiều lắm. Đúng rồi, nó đủ ngõ ngách cho biết đường đi mới được, còn không biết đường khuyên không nên đi. Chỉ là ở cốc mình là bao nhiêu vị lần trước? À, cũng đọc mà đó. Nhưng mà lễ lọc rồi này kia đi. Để người ta nghỉ ngơi rồi đó. Ba đội quẹo phải cửu huyền rẽ trái này mới phát hiện ông mang cái dép tổ ong nè. Ủa nhưng mà cái dép tổ ong này khác ta? Tổ ong này tổ ong mới bây giờ. Lên trên. Dạ. Đi quên núi ông Cấm. Dạ. Dạ. Nay thì dở sáng nay thì dở xuống đây leo lên núi Bà Rơm. Dạ rồi dắt này xuống là về luôn đó hả con? Xuống là về đi qua Hải Tiên đi qua chùa Hen. Chú hôm nay sửa cái mái nhà đó. Rồi giờ chịu đỡ nha. Rồi 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 chút bộ theo chú bộ theo. Ở dưới đây là bọng của bác. Nó bọng lỏng ở dưới bên này nè. Đó. Ở đây nè mình thấy nè. À, điện cửu huyền. Ví dụ như bên kia là cái núi Nam Di. Cái núi Nam Di và sau cái núi Nam Di là cái núi Già Ngọa Long Sơn. À, và ở đây là cái dồ Chư Thần. Một số cái tảng đá nhìn rất là đẹp. À, có những cái lằn xẻ ngang xẻ dọc nó ngang. Cái này nước kìa, nước nó nhiễu đó, lâu rồi cái nó nhiễu rồi, nó bào mòn quá. Hay ha. Ở đây có một số cái hệ thống hang này của bác. Rồi, nhưng mà mình mình không có quen chung hang, thành ra mình có không có cần thiết để chung mấy cái hang đó của bác. À, cái gì thực sự cần biết cần thiết thì mình hãy xuống, đó. Không có quan trọng lắm. Đi xuống hang là phải có cái người có kinh nghiệm dẫn đường là cái thứ nhất. Cái thứ hai cái ứng biến của mình, hoặc là mình có một cái nguyện vọng gì đó chẳng hạn thì mình hãy xuống, còn nếu không thì cũng không có cần thiết xuống đâu. Rồi mình sẽ trở lên ở phía bên trên. Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây một lần nữa các bác. Ở đây cũng rất là nhiều ha, rất là nhiều những cái hệ thống hang ở đây luôn. Ở đây là gần như là bong lỏng rồi đó các bác. Những cái tảng đá nó chắc chồng, gần như là bong lỏng luôn. Và bây giờ mà cái thời tiến bộ hơn cô bác, giả sử như mai mốt cô bác nào có chung mấy cái đường này ha, cô bác chịu khó mua theo một cái cọng dây đó, cô bác đi tới đâu xả dây tới đó, để sau này cô bác những cái cô bác sau á làm theo dây và đi theo luôn à, như là nó dễ nhất. Vậy là mình trở lên cô bác. Ở đây là gần như là bọng lõm luôn. Ở dưới này những cái đường này mình có thể đi được luôn nè. Đây này đi được ha. Đi bình thường. Đi cho biết. Ở bên ngoài. Đâu mình đi cái đường nào xuống nào. Bên này nè, bên này nè, đường này nè. Có bùng binh trong lõm á. Cái chỗ đó là cái đường của mình vừa chung vào đó cô bác. Tấm lõng ở phía bên trong. Có cái bùng binh trong lõng. Còn ở đây là cái hướng ngoài của mình nè. Ở đây là gần như ở dưới đây là nó bọng hết đó cô bác. Có những cái hòn đá nó chắc nhau, chắc chống, chắc đóng lên nhau. Bên núi Bà Thơm mình là ngộ hơn mấy núi khác. Đá nó chắc chồng, cục chồng mà nó không dính liền. Nó không có dính liền như mấy núi kia ha. Không, nó không có đất cát pha vô thành ra nó bọng. Mình giống như là nhiều cục đá gom lại thành một gì đó. Giống như mà của cái núi mà ấp xuống hồi xưa có kể mỗi chuyện đó. Cái chuyện đó là sao ta? Đá ở đâu, như đá ở đâu mình gom lại đó. Gom lại rồi cái nó chắc là thành một cái núi gì đó. Thành ra nó bọng, nó có cái cục đá này chắc qua cục đá kia gì đó, chồng chắc lên nhau. Chứ nó không có dính liền tự nhiên như là cái núi tự nhiên như mình. Cái này cũng giống như là mình mua một cái khối đá 46 đổ từ trên xuống dưới ha, thành ra nó bọng rất là nhiều lỗ bọng. Gom lại nhau á. Gom lại chắc chồng lên nhau, thành ra mình thấy từ đây mình từ chân mình lên tới đỉnh là còn núi mà thấy nó như nó không dính liền nhau. Nó có nhiều cái núi nó dính thành khối 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 cái chắc chồng lên nhau đó. Chứ nó không có liền. Vậy là nó hoàn toàn nó bọng ở dưới cô bác, như mình thấy ở đây nè. Ở dưới là nó bọng lõng rất là nhiều cái đường đi. Và theo cái mũi tên của cô bác hồi nãy vẽ đường, nó ở dưới là mình có rất là nhiều cái hệ thống hang để mình có thể đi. Và theo như cái vị sư huynh dẫn đường này á, thì hồi trước là sư huynh này có đi rồi á, thì từ ở tuốt ở trên cái đỉnh núi mình sẽ có một cái đường hầm. Cái đường hầm là đi xuống tới ở dưới chân núi luôn đó cô bác. Là cái sư huynh này có đi rồi nè. Nhưng mà lần này thiếu cái vị dẫn đường là thành ra mình không có đi được đó. Chứ ở dưới này là hoàn toàn bọng lõng luôn. Cái này giống như cái đá mà như của Phật tổ nhốt tại thiên ngày xưa vậy đó. Ở trên rã xuống vậy đó. Rã xuống vậy đó. Bởi vì nó có cột như vậy, nó không có dính lại với nhau. Nhìn nè cô bác.
cái này cũng giống như là một cái xe ben ở trên trời mà thả đá xuống dưới đúng nó trống lỏng. Úp với nhốt mấy loại thú dữ á. Ở phía sau của mình rất là nhiều đá. Ở đây còn ấy lên trển còn nhiều hay cột 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 có dính ha. Nó không dính liền với nhau. Nó rời gạt chứ ha. Rời gạt. Chắc thành chồng cột cột. Cô bác lên đây thì có thể dọc đường mình muốn liên hệ cho người thân thì mình sẽ nhặt những cái điện thoại ở trên mấy cái mỏm đá đó. Mình gọi điện cũng được, tại đó thấy có ai bỏ mấy cái điện thoại đó cô bác. Cũng nhờ, cũng ghê vậy. Cái này là cái hướng tây của mình. Rồi, chỉ là mình đã vừa tham quan rồi, cái khu vực. Ở đây mình gọi là cái dồ hay là cái mỏm đá hay sao sư huynh? Chắc mình kêu... cái mỏm đá rồi quá. Cái mỏm đá ở đây thì không có tên ha. Không có tên. Không có tên. Những cái điện thờ có mấy cái điện thờ như nè. Có cái mỏm đá ra gì đó. Còn giờ anh chảnh thì có mấy cái điện, điện với mấy cái săn tiên. Săn tiên. Vậy thì ở đây mình tạm gọi ở đây là cái chỗ điện thờ chư vị Bồ Tát đi, để cho cô bác mơi mốt dễ nhớ ha, là ra cái điện thờ chư vị Bồ Tát ở đây nè. Rất là mát và ở dưới có rất là nhiều cái hệ thống hang, nhưng mà cũng khuyến cáo cô bác là đừng có nên chung vào những cái hang sâu ở dưới. Mình phải có một cái người dẫn đường hoặc là những cái người mà có kinh nghiệm từng đi hang hoặc là từng đi cái đường này rồi, mình đi nó rất là an toàn. Còn nếu không thì mình chỉ tham quan ở ngoài thôi. Cẳng tắc thì vô ai nấy. Rồi mình sẽ ngừng đây, bỏ cái đèn vô rồi mình sẽ đi tiếp cô bác. Rồi vậy là từ cái mình xin tạm gọi ở đây là cái chỗ mà thờ chư vị Bồ Tát, cái mỏm đá mà thờ chư vị Bồ Tát ở đây, thì mình sẽ trở vào ở phía bên trong, tức là cái lối cũ của mình. Lúc nãy mình đã ra cái mỏm đá này nè cô bác, đó là cái hướng của hai cái vị đó đang đứng đó, tức là cái lối trở ra của mình đó cô bác. Trước khi đi thì mình sẽ quay toàn cảnh một lần nữa đó. Thật sự tại vì một số cô bác sẽ không bao giờ có cơ hội mà đi ở đây đâu, thành ra mình sẽ quay rất là kỹ. Còn những cô bác mà đã có cơ hội hoặc là từng đi ở đây rồi thì những cái cảnh quay mà lặp đi lặp lại như gì thì nó sẽ rất là khó chịu. Rồi mình sẽ quay lại một lần nữa. Đây là cái hướng đông của mình, cái bàn đá rất là lớn ở đây rồi. Đó, và mình lúc này mình sẽ theo cái hướng nam của mình trở ra ở phía bên ngoài nè cô bác. Đó, thì rất là may mắn là bữa nay là mình được ba cái vị dẫn đường, ba cái vị dẫn đường ở đây. Tuy cũng không có gần lắm đâu, nhưng mà nhờ có ba cái vị dẫn đường này thì mình sẽ biết thêm một số cái địa điểm nữa. Chứ bình thường mình đi thì không có gần lắm đâu. Chỉ có những vị đã từng đi rồi thì sẽ biết được một phần nào cái khung cảnh ở trên núi này. Giờ mình đi theo thì nó rất là tiện. Đó, đây là ba cái vị dẫn đường của mình đây. Đó, ba cái vị sư huynh nè. Ôi quên giờ mấy con này nó con ngắn nó thay da hay là nó bị cắn lộn mà. Ôi con ngắn mối hả? Ở nhà tôi ngắn mối nhiều. Nó bị thay da. Nhìn kỹ coi. Con ngắn mối. Con này nữa. Nó thay da quên, nó đang cấp da tại nè. Thay da hả con? Biểu ạ, biểu ạ. Tưởng nó bị cắn lộn chứ. Ở đây hơi lạ, nó hơi nhát. Chỗ tôi là có thể đụng được luôn á. Rồi. Nó thì nó quen rồi. Cái này nó hơi lạ. Được trước nha. Đó là cái con rắn mối đó cô bác. Con rắn mối. Bây giờ những cái con đó nó cũng có nguy cơ tuyệt chủng thôi. Bây giờ người ta mở nhà hàng ăn cái con rắn mối đó đó. Ăn cái con rắn mối đó. Rồi có một số địa điểm cô bác nuôi rắn mối đó để bán cho nhà hàng nữa. Đó. Rắn mối đó. Để bữa nào anh bắt cái con nó dồn tàu hũ ăn thử coi nó ngon không. Mình trở ra cái hướng bên ngoài thì từ cái tuyến đường chính ở phía bên ngoài mình vô trong đó là khoảng 30-40 mét thôi, không có xa lắm. Thì từ cái đường này mình có thể mình nhìn ra là mình đã thấy cái dồ ở mép bên ngoài rồi cô á. Bởi vì dễ, rất dễ nhận biết luôn. Để mình quay ở phía bên ngoài nè cô bác dòm. Ở đây là mình đã thấy cái dòm ở phía bên ngoài, mình đi thẳng ra là tới thôi, rất là dễ. Rồi mình sẽ tiếp tục đi. Cái khung cảnh khung cảnh rất là đẹp, nó rất là đẹp. Mà đường cái ở đây rất là yên tĩnh cô bác. Ở đây rất là yên tĩnh luôn. Nếu mình đi về thăm linh thì bên đây rất là im.
có những cái con đường này, con đường đi quanh co, đường vào mà xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc. Ủa, cái con này nãy nó mới nói rồi, Trung ơi. Ở đây là có những cái hàng rào hình như là cô bác rào trồng gì ở phía bên trong. Có rất là nhiều những cái tảng đá mồ côi ở phía bên trong nè cô bác. Nhìn nè, đá mồ côi giống như là người ta gãi đá vậy. Giống như là người ta gãi đá mà tưởng tượng. Có những cái tảng đá mồ côi ở bên hông cái đường đi của mình nè. Và ở phía bên trên của mình đây. Ồ, đá mồ côi đó đầy đường hết. Giờ mình đã nghe cái tiếng của cô bác rồi kìa. Đó, mình đã nghe được nghe tiếng nói lời người đó. Đó, ở đây là có một số cô bác đi hành hương nè. Đó. Đó, có tiếng động rồi đó cô bác, nãy giờ yên tĩnh chắc là có tiếng động rồi nè. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở đây nha cô bác. Đây là cái tuyến đường mình sẽ tiếp tục đi lên trên núi nữa. Thì đến đây là mình đã có một cái điện thờ. Đó, ở phía trong mình sẽ quay toàn cảnh. Đây là cái hướng nam của mình đây. Có một số cái tảng đá mồ côi rải rác khắp nơi luôn. Và ở phía sau của mình, cái tuyến đường mình vừa đi qua đây. Đó. Và ở phía bên tay trái của mình, tức là cái hướng tây nè. Đó, toàn là đá núi chập chồng luôn. Và cái hướng bắc của mình lúc này là có một cái điện thờ theo thằng Kim Quy đó ha. À, công nhận cái giấc này hơi giống thôi cô á. Đó. À, nhìn ông tưởng tượng ví dụ như một họa sĩ mà vẽ một bức tranh á, người ta coi không hiểu, ông phải giải thích đây là ông vẽ cái gì. Đây, đây là thằng Kim Quy. À, cô bác nhìn cũng cô cũng giống thiệt ha cô bác. Đó. À, nhờ có cái điện thờ ở dưới cô bác dòm này, nhờ có ở dưới là mình tưởng tượng như dưới là một cái chân ha. Ở đây là một cái đầu nè. À, cái đầu của ông Kim Quy nè, đây là cái mình nè. Đó. Ông Kim Quy nè, ông nằm ở đây, không biết ông nằm bao lâu rồi không biết. Rồi không biết chừng nào ông bò đi nữa. Đây là ông thằng Kim Quy rất là to lớn cô bác. Từ trên cái mỏ của ông thằng Kim Quy cho đến cùng cái ông thằng Kim Quy này là khoảng 6-7 mét. Và cái bề cao từ ở dưới cái lường bụng này lên tới cái đỉnh ở trên là khoảng 5 mét rưỡi cô bác. Đó, tưởng tượng vậy thôi. Đó, không biết mấy mét nữa. Đó, mình sẽ quay toàn cảnh ở đây một lần nữa. Thì hình như ở dưới cái chân thằng Kim Quy này có cái đường đúng đi rồi, không? Nó có cái hang đi xuống cái chân núi đó. À, đúng rồi. Đi không? Thử đi không? Thôi thôi thôi, nó có người dẫn đường tới tới ăn. Đi cho dòm cho biết à. À, đi dòm cho biết thì được ha. À, mình tới cái hang đó thôi. À rồi. À, ở đây tức là một cái con đường của bác. Mình tưởng tượng giống như là một cái con đường hầm. Mà nghe nói cái vị sư huynh dẫn đường này, từ cái con đường hầm này mình có thể đi trổ xuống dưới chân núi luôn cô bác. Đi lòn lòn ở trong cái hang ấy, mình đi dòng xuống ở dưới chân núi luôn. Vì là cái con đường này là cũng là rất là huyền bí. Cũng rất là hấp dẫn. Nhưng rất tiếc là mình không có cái người dẫn đường. Cái vị sư huynh này từng đi với cái người dẫn đường một lần rồi, nhưng mà thật sự không có nhớ đường cô bác. Phải có cái người dẫn đường thực thụ mới đi được. À, mình sẽ quay toàn cảnh ở đây rồi xuống đó tham quan cái hang ở dưới bên đó. Thì ở đây là có một số cô bác đi hành hương rồi dân dân như mình thấy nè. Đó, một số cô bác đi hành hương. Và toàn thể cái khung cảnh ở phía sau, tức là cái hướng nam của mình đây. À, có một số xoài được như mình thấy đó. Và ở phía sau của mình. À, tại vì mình sẽ quay tới quay lui rất là nhiều lần để cô bác xem cho nó dễ hiểu. Đó. À, đây là cái phía dưới của mình, dưới chân của thằng Kim Quy. À, dưới chân của thằng Kim Quy thì mình sẽ ôi sao mà chợt đạp lên cái xoài, ta nói chợt vỏ chuối mà mình chợt vỏ xoài. Đó. Đó. Rồi ở phía dưới này có một cái hệ thống hang. À, thì ở đó mình đi cái đường này đó hả sư huynh? Cái nó có cái đường hang đây nè. Đó. Ở dưới đây là có một cái đường hang nè cô bác. Thì cái đường hang ở đây nè là mình đi, nếu như mà có người dẫn đường ấy ha. À, là mình sẽ đi thông xuống ngay chân cái đường mà gần ấy, chân mà mấy cây xài bự ở dưới mình lên nãy. À, nhưng mà phải có cái chú đó, ông dẫn đường nhưng mà ông bệnh rồi. À, nếu như mình đi mà theo lộ trình thì nó khoảng 2 tiếng, nó khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ? Đúng rồi. Ở dưới nó rộng không huynh, phải là mình phải chui lòn nói ở dưới. Nói chung là có hồi lúc trước có tính đi nhưng mà ông bệnh rồi đi không được, thành ra đi được có nửa chừng rồi quay trở lại tại không biết đường á. Thành ra nó cũng ngõ ngách nhiều lắm. Ngõ ngách nhiều lắm. Đúng rồi. Nó đủ ngõ ngách cho biết đường đi mới được. Còn không biết đường khuyên là không nên đi. À. Dạ.
tại vì ông chú là hồi nãy chẳng quán nước mình gửi xe đó, thì ổng bị bệnh rồi thành ra dẫn không được. Chứ hôm trước mà là dẫn đoàn là nhờ ổng đi không à. À, vậy là mình không có cái nhân duyên với cái đường hang này rồi cô bác. Nếu như cái hang này là trôi xuống tới chân núi đó. À, khoảng nửa 2 tiếng đồng hồ đó. Khoảng 2 tiếng đồng hồ là thấy cái đường hang này khủng khiếp tới mức độ nào cô bác. Bữa hổm là mình bữa hổm chui cái hang trời gầm có nửa tiếng đồng hồ thôi cô bác, mà đi 300 mét rồi đó. Rồi cô bác đi cái hang 2 tiếng đồng hồ là thấy khủng khiếp tới mức độ nào á. Nhưng mà không biết, không có người dẫn đi không được đâu. Thành ra mình tốt nhất là phải có một cái người dẫn đường giỏi cô bác. Tại vì mình đi trong hang rồi mà mình nói xui rủi cho cô bác, lỡ có gặp chuyện gì thì mình chạy không được đâu cô bác. Trong hang mình đâu có đường nào mình chạy hoặc là mình trốn, đâu có đường nào. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Thành ra là nếu như có một cái người dẫn đường hoặc là những cái người đã từng đi rồi thì mình nhờ cái vị đó dẫn đường hoặc là đi thì nó an toàn. Còn nếu không thì tuyệt đối mình đừng có chung hang cô bác. Cái này là cái lời khuyên thật lòng luôn đó. Thì ở trên là những cái tảng đá chập chồng như thế, còn một số cái dấu tích của bom đạn ngày xưa nè, một số cái. Dạ thật sự mình không có biết là cái chỗ cái tảng đá có hình của cái người phụ nữ đội cái ôm là ở đâu, nhưng mà nghe nói trên đỉnh núi. Có thể ở đây là mình chưa tới, ở đây là mình chỉ tới cái điện thờ của thần Kim Quy thôi, tức là cái tảng đá của mình ở đây. Cái tảng đá của mình ở đây có cái hình giống như là ông rùa ở đây, và được gọi là cái điện thờ của thần Kim Quy. Rồi mình sẽ tiếp tục đi lên ở phía bên trên cô bác. Thì dọc đường là có rất là nhiều cái điện thờ ở đây luôn đó. Giờ xa xa là mình sẽ gặp một số cô bác đi hành hương rồi dân dân đó. Rồi giấc này mình sẽ đi vòng qua cái điện thờ của thần Kim Quy để cô bác tham quan đó. Mình sẽ quay toàn cảnh ở cái chỗ cái tảng đá của thần Kim Quy ở đây cô bác. Hồi nãy là mình nhìn theo từ cái hướng Tây qua cái hướng Đông, giấc này mình sẽ nhìn từ cái hướng Đông qua cái hướng Tây nè cô bác. Nó cũng rất là đặc biệt. Cái tảng đá này ở trên của mình thấy là có một cái sườn lưng, có một cái sườn lưng ở phía bên trên đó cô bác. Đó, sườn lưng chảy dài giờ tới đây là có một kẻ nứt giống như là cái đầu của ông thần Kim Quy ở đây vậy đó. Rồi mình sẽ đi vòng ra ở phía sau để mình thấy được toàn cảnh ở phía sau của cái tảng đá này. Đó, cũng rất là đặc biệt, cũng hơi giống thiệt cô bác, cũng hơi giống thiệt đó. À, toàn bộ ở phía trên của mình này đó, giờ phía trước đó. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở cái khu vực này để cô bác có thể dễ dàng cảm nhận. Thì thật ra ở trên núi là mình thấy nó bồng lỏng hết trơn cô bác. Ở dưới này có rất là nhiều những cái đường hầm ở dưới này đó. Và ở phía sau của mình đây có một cái lối dẫn đi nữa, nhưng mà mình không biết sẽ đi tới đâu đó. Và ở phía trên của mình có một số tảng đá chập chồng. À, hình như là đây là cái lối lên nhà của cô bác ở hay gì á, nhưng mà mình đi theo các cái vị dẫn đường này, thành ra các cái vị dẫn đường này đi đâu thì mình sẽ đi đó tham quan thôi đó. Chứ mình đi chi tiết từng chỗ thì không có thời gian cô bác. Mình chỉ tiện ở cái chỗ nào thì mình đi cái chỗ đó thôi. Ví dụ như ở đây mình thấy có một đoàn của cô bác khoảng chừng 20 vị cũng đi tham quan ở trên núi này nữa đây. Rồi chắc này mình đi đâu giờ Quỳnh? Dắt này mình lên đỉnh hả? Sao cũng được. Vậy là ngồi đây đã chút xíu ha. Đây là thuốc nam nè. Vậy là ở đây là cô bác trồng thuốc nam, như mình thấy ở đây đây, cái khu vực. Mình cũng không biết cái cây này cây gì luôn ta. Nó có rất là nhiều những cái cây thuốc nam như cái vị sư huynh đó nói, nhưng mà mình không biết cây này là cây gì luôn. Toàn bộ cái khu vực này nè, vậy là cây này cây thuốc nam. Và cái hướng này là cái hướng nam của mình đây. Toàn bộ các khung cảnh ở phía bên trong đó. Giờ ở phía sau cái hướng của mình trở lên đó. Cây này cây gì mình biết không Quỳnh? Cũng có cành. Lúc trước ở đây thì trồng ngại. Nhỏ ngại xong rồi trồng ba này cây gì. Vậy là cây này là cây thuốc. Cây thuốc. Trên đây nè, chị phát tâm chị mua ở đây nè. Cũng cả chục công á. Mua để trồng thuốc nam ha. Mua để trồng thuốc nam. Vậy là mình đi giả sử như mình đi nữa là mình đi hướng này hay là đi hướng bên đó? Hướng này, hình chảnh nó có hai hướng lên đỉnh. Đây ha, rồi bên này là có một hướng đi nữa. Cũng có hướng nữa, nhưng mà nếu như mình đợi mình đi xuống đi. Mình xuống mình đi hướng đó xuống. Đi xuống thì mình sẽ đi vòng cung qua bên kia. Đi vọc xuống đây. Còn nếu mình đi lên thì mình rẽ phải, rẽ phải đi thẳng xuống đây. Đúng rồi. Hình chảnh nó có hai đường.
À. Đường mới đường cũ. Đường mới đường cũ. Vì cái đường mới là chắc có trải bê tông rồi ha. Dạ. Ban đêm là cái khu này là khỉ này nó dữ lắm. Còn khỉ luôn ha. Còn quan xa lắm. Mấy vậy là chắc nó ra nó ăn mấy cái cây xoài này đây. À. Chỗ này là rất là mát luôn cô bác. Đó, mình sẽ tạm nghỉ ở đây một chút xíu rồi mình sẽ đi tiếp. Đó. Rồi cô bác, mình nghỉ ngơi ở đây một chút xíu rồi mình sẽ theo cái vị sư huynh, mình sẽ tiếp tục lên trên cái đỉnh núi cô bác. Đó. Thì lúc này là có một cái đoàn hành hương đi ở phía trước của mình, cách mình khoảng 30 mét ở phía trước đó. Như mình thấy ở phía trước đó ha, đó, có một cái đoàn cô bác đi tham quan hành hương đó. Cái này tham quan chứ không phải hành hương. Hành hương là những cái cô bác bên đạo, ta đi các cái điểm tâm linh thì gọi là hành hương. Còn những cái cô bác mà đi núi non để xem những cái cảnh đẹp rồi vân vân thì gọi là khách tham quan du lịch. Đó. Ở đây là cái chỗ thờ thần Kim Quy. Đó. Thờ thần Kim Quy đây. Mình sẽ đi dọc lên ở phía bên trên. Ở đây là có một cái con đường nó được trải bê tông rồi nè, có những cái bậc thềm. Rất thềm đi. Chỉ là theo cái vị sư huynh này cho biết thì cái ngã rẽ trái cặp bên hông của cái tượng thần Kim Quy này cũng là cái đường lên núi được nữa nè cô bác. Lên đây là có một cái nhà của một cái vị nào đó cũng ở trên đây luôn. Và mình đi theo cái hướng này đi lên sẽ có rất là nhiều cái đường để mình lên núi luôn cô bác. Nhưng mà nghe nói là cái núi này nó khó bị lạc lắm, tại vì những cái con đường này hình như nó dẫn vòng vòng cũng lên đỉnh chân à. Ở đây là mình thấy có một cái trụ đá. Trời ơi, có một cái nhà trên đây giống như trên Đà Lạt đó ta. Cái nhà giả gỗ. Ôi, cái nhà gỗ thật luôn chứ không phải giả gỗ cô bác. Nó thúi đó ông ơi. Ở đây là có một cái hòn non bộ nè cô bác. Cái cảnh trên núi mà xây được hòn non bộ khủng khiếp không. Ở đây là có ông thần Kim Quy nè. Thần Kim Quy đó. Hòn non bộ. Khung cảnh rất là nên thơ ha. Ở đây là có một cái con đường dẫn mình lên trên nè. Ở đây là hình như nhà của cô bác người dân hả gì á. Hình như là cái coi chừng cái chỗ riêng tư nghe không. Thì ở đây có một cái nhà của cô bác ở trên núi nè cô bác. Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây. Ở phía ngoài thì có một số cái chậu kiển của cô bác trồng khi mai. Và ở phía trước của mình có một số cây, ví dụ như là cây dâu tầm ăn đó cô bác. Lâu lắm rồi mới gặp lại cái cây dâu này. Và một số cái cây chanh. Cây chanh rồi vân vân. Ở trên đây mình sẽ tham quan một cái cốc của một cái chú ở đây. Mình sẽ ngừng đây cỡ dày một chút xíu mình sẽ quay tiếp. Rồi dắt này mình sẽ vào bên trong tham quan một cái cốc của một cái ông chú ở trong đây. Trước khi vào, con chào chú. Dạ, cốc này là cốc của mình dựng lâu chưa chú? Hồi năm rồi. Dạ, con chào chú. Dạ, hồi năm rồi hả chú? Dạ, tôi cũng mới lại, tôi cũng không rõ. Dạ, chú cũng mới lại luôn. Dạ, con cũng mới tham quan cái núi này lần đầu tiên luôn chú. Dạ, vậy là hồi đó là quê mình ở đâu luôn chú? Quê ở Vĩnh Trạch. Vĩnh Trạch, Thọ Sơn, như cũng gần gần con đó, con ở Vĩnh Thạnh. Huyện Vĩnh Thạnh số 10 Láng Sen đó chú. Láng Sen. Cái đường đi Gạch Giá. Dạ con đó. Dạ. Vậy là cũng gần. Dạ. Vậy là hai chú là cùng quê luôn. Dạ. Cùng ở Thọ Sơn lên đây ấm cúng chú ha. Ở đây yên tĩnh. Ở bên núi Cấm thì hơi ồn ào chút xíu. Đông người thì nó phải vậy. Dạ, ở bên này thì không có cái đường xe chú ha. Mình chỉ có cái đường đi bộ thôi. Nó được cũng được yên tĩnh. Ủa, ở đây là mình có điện luôn hả chú? Dạ. Hồi ôi, mình có điện luôn. Quá yên luôn rồi. Còn con tưởng trên này là mình không có điện. Điện năng lượng.
Ồ, năng lượng mà xài được cái tủ lạnh quá trời lớn luôn. Cái tủ lạnh đó từ 250 lít ăn lên đó. Quá sao lại chào sư huynh. Rồi, vậy là ở cốc mình là bao nhiêu vị lần trước? À, cũng đông mà. Nhưng mà lễ lọc rồi này kia đi. À, lễ 18 tháng 5 đó chú ha. À, vậy là các cô bác đã đi dự lễ rồi, còn hai chú ở nhà. À, đi tiếp lễ. À, vậy là mình đi làm hậu cần ở trên lễ đó hả chú? À, dạ. Vậy là ở đây là mình có một cái tầng gác ở trên hả chú? À, tầng gác ở trên. À, gác đúng ở trên. Còn ở dưới này mình ngồi để nghỉ. Dạ. À, vậy là mình có tâm nguyện gì không khi mà mình lên đây mình ở chú cái cảnh núi non như vậy nè? Thì mình cũng có nguyện vọng mình yên tĩnh lên để mình làm lành nó giữ mình lo tu hiền. Dạ. Chứ đâu có gì khác hết. À, dạ. Như làm thuốc, trồng thuốc rồi này kia để mấy cây thuốc ở dưới là cây thuốc gì đó bác? Dạ. Như bạch chỉ, đinh lăng, nhiều các thứ. Đinh lăng như mới lấy phải không? Con gặp mới cắt. Dạ mới lấy kia. Rồi những cái cây thuốc đó là nữa mình cho cô bác từ thiện hay sao chú? Nói sao? Cái này cô Sáu có cho không à? Chứ dạ. Cho không á, chồng cho không? Cho. Rồi vậy là mình làm từ thiện, rồi mình bỏ công, vậy là ban đêm thì mình niệm Phật, còn ban ngày thì mình ra mình trồng thuốc nam để làm từ thiện cho cô bác. Trồng thuốc rồi tầm cỏ rồi này kia vệ sinh nhân dân làm lật vặt cái cảnh mà yên tĩnh như vậy là quá tốt luôn à chú ha. Dạ. Chứ ở dưới đồng bằng của mình nó bề bộn quá nhiều công việc rồi nhìn nhiều khi nó bị phân tâm. Dạ. Không có. Dạ chú cho con tham quan một vòng hả chú ha. Dạ. Dạ. À, ở phía bên trong của mình nè cô bác. À, đây là cái cốc của chú, rất nhiều cô chú ở đây luôn. Dạ, trên cái núi này là núi Bà Đội Ôm nè cô bác. À, dạ, từ đây mình lên cái đỉnh núi là còn khoảng bao xa nữa chú? Còn khoảng chừng 400 mét nữa. Còn khoảng 400 mét nữa. Dạ, ở trên đó có cái điện thờ hả, cái điểm tham quan này nữa không chú? Gần đây thì có điện Cửu Quyền rồi đi lên trên Bà Đội. À, đi lên Cửu Quyền và lên Bà Đội nữa là hết rồi chú ha, khoảng 400 mét nữa thôi. Nó có, nó có hai đường không bác? Nó có hai đường, muốn đi đường nào cũng được ha. Đi đường này nè, ra sát đây đi lên đây Cửu Quyền. Dạ. Còn đi đường thẳng là cũng được ha. Dạ. Đi hai đường. Đường nào cũng được. Vậy là cũng gần, còn khoảng 400 mét nữa thôi. À, mình nhìn thấy cái cốc của chú thì ở đây được làm bằng gỗ toàn bộ cô bác. Ở ngoài có treo một số cái giò lan rồi mình thấy nè. À, lan hồ điệp nè, rất là đẹp. À, rất là đẹp luôn. À, cái cảnh này nó rất là thanh tịnh mà nó vừa mát mẻ đúng chất của một cái người tu. Dạ dạ. À, dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Dạ con đi tham quan ở phía bên sau. Dạ. Vậy là ở đây là mình xài điện sống hay là xài năng lượng chú? Năng lượng không à? Ờ, năng lượng mà kéo nổi cái tủ lạnh luôn chú ha. Ồ, vậy là mấy tấm lần chú? Bình bình lớn mà bình trăm. Bình trăm cái tấm ở trên là mấy tấm lần chú? Không gần. À, dạ, vậy là cái số lượng nhiều lắm mà từ 3 tấm mới kéo nổi cái tủ lạnh này. Dạ, ở bên trong của mình là mình sẽ thấy một cái cầu thang lên gác ở phía bên trên rồi cô bác. Đó. Dạ. Dạ. Dạ, thật sự ở đây là nó rất là yên tĩnh luôn. Rất là yên tĩnh. Dạ. Ôi ơi, cái giọng quá lý tưởng luôn. Phải nói là ở chỗ này rất là mát, gió ở dưới nó hốc lên rồi cô bác, mà một cái giọng ở đây nè. À, tưởng tượng cái cảnh quá là im luôn. Cho bà con cô bác rồi lên đây để mà nấu ăn rồi đó. À, hết tham quan đó. À, ở đây là cái giống như là cái nhà bếp vậy đó ha. À, giống như là cái nhà bếp. Đấy, người ta nghỉ ngơi rồi đó. Có chỗ không ướt. Đó, ở phía sau của mình đây. Ôi, đầy đủ đồ đạc hết luôn. Mình thấy nè. Đó. À, cái khuôn viên ở ngoài nè, cái chỗ uống trà nè cô bác. Trời ơi, chỗ này là quá tuyệt vời luôn cô bác. Cô bác nhìn nè, nếu như mình ngồi ở trên cái ghế đá này, mình có thể mình ngắm được cái khung cảnh ở bên núi Cấm nè cô bác. Đó. Đó. Nhìn cái cảnh rất là đẹp, mình có thể nhìn về cái vồ chư thần ở bên kia mình thấy được rồi cô bác. Và cái vồ bà rồi vân vân. À, mình nhìn thấy được rất là nhiều cái khung cảnh ở bên kia. Đó, ở dưới cái tuyến cáp treo của mình đó, từ ở dưới đi lên đó. Đó. À, mình sẽ quay về cái hướng bắc này cô bác, tức là cái chỗ cái cốc của ông chú vừa rồi đó. Nó có một số cái tảng đá. À, chủ nhà đi vắng rồi, xuống lễ rồi. À, đi lễ rồi. À, đi
có cái ông chú ông ở đây tạm thời vậy thôi. À, còn ở đây là cái bàn để mình uống trà, gọi là tạm gọi trà đạo đi. Đó, ở đây là rất yên. À, cái buổi chiều chiều ha, khi mà mặt trời mà khuất nắng mình ngồi ở đây mình có thể thưởng thức cái cảnh núi non hùng vĩ ở đây thì quá tuyệt vời luôn rồi. Và ở phía dưới của mình giờ này cô bác có một cái hồ sen ở phía bên dưới đó nè. Ôi ơi, quá là im luôn. Cái này mưa xong có nước đầy đủ. À. Còn mấy chỗ đó là mấy chỗ chứa nước đó. À, mấy cái chỗ chứa nước ha. Chứa nước đây nè. Mấy chỗ chứa nước. À, chứa nước của mình xài trên đây thì mình bơm lên ha. Dạ đúng rồi. À, xài bơm lên. Ở này nước mùa mưa cái nước nhiều, còn mưa hởm hơi cạn. À, ở đây là có một cái cây bồ đề nữa nè cô bác. Cái bồ đề này cũng khá là lớn tuổi rồi. Trong cây này chi cây lâm giòn. Ủa cây lâm giòn hả? Bồ đề. Ủa sao thấy giống quá ta? Bồ đề nó có cái đuôi dài ra. À, nó cái đuôi dài hướng này ha. Không phải lâm giòn nữa. Không phải lâm giòn. Lâm giòn thì nó cái lá nó giống cái lá bồ đề lắm, nhưng mà nó không có đuôi dài ra. À. Này không phải bồ đề mà có cái lâm giòn. À, không phải cây bồ đề luôn. Cây bồ đề ở dưới kìa. À, vậy là mình nhìn lầm mà cô bác, mình thấy cái đuôi này mình tưởng cây bồ đề, vậy là nhìn lầm. À. Cây bồ đề đó. À. À, cái đuôi nó dài hơn nhiều ha. Nó có cọng dài ra. À. Cái lá nó bầu tròn hơn. Cái này không phải bồ đề, cái này cái ở nhà tôi có hai cây mà tôi còn nhìn lầm. Cái bồ đề đó. Đó, cây bồ đề bên kia đó cô bác. Nó cũng rất là lớn luôn. Đó. Đây giống cây lâm dồ hay gì đó. Nó giống giống cây bồ đề này nè, cây lâm dồ cái gì nè. Ừ, túm lại cái này không phải là cây bồ đề của bác. Cây lâm dồ hay gì đó. Bên kia cây bồ đề bên kia đó. Ý là ở nhà có hai cây nó mà nhìn còn nhìn lầm. Nhìn rất là giống giống như anh em sinh đôi vậy đó. Nhưng mà cây bồ đề ấy, thì nó có cái đuôi dài ra. À, cái đuôi dài hơn, cái đuôi dài hơn, còn này thì cái đuôi nó cục. Ở đây rất là mát mẻ luôn cô bác. Nói là ở đây là tuyệt vời. À, giả sử như cô bác có đi đến đây, mình có thể mình ghé đây mình tham quan, mình hỏi đạo rồi các cái cô chú ở đây. À, thì các cô chú ở đây là cái người tu đạo mà, nếu như mình ghé đây mình đàm đạo trò chuyện thì nó rất là hay. À, phía sau của mình là cái không gian nhà bếp. À, nhà bếp và nhà vệ sinh rồi vân vân. À, vậy là cũng rất là rộng. Rất là rộng. Rồi mưa hả giờ. Ôi ở đây có một cái hồ nước nữa này. Ở đây rất là rộng ha. Rộng vô cùng luôn. Đó lan đó. Nó có một cái vườn lan mini nữa đó cô bác. Còn ở đây là một cái hồ để chứa nước xài trên này luôn nè. Cái cốc nhỏ. Đây là chỗ nhà vệ sinh. Nhà tắm. Ở phía sau của mình có nghĩa cái cốc này cắt ở trong một cái mỏm đá, ở trong một cái khe đá nè cô bác. Rất là ấm cúng luôn, tại bốn bên là những cái vách đá nó che hết rồi. À, gió lớn thì sẽ không có vào được, còn gió nhỏ thì luồn theo những cái kẽ đá vô trong rất là mát luôn. À. Quá mát mẻ rộng. Mình nó sạch sẽ nữa ha. Ừ. Sạch sẽ và cái không khí là gần như là nó trong lành vô cùng luôn đó. Quá đẹp luôn. Ở đây nhiều, rất là nhiều nước. Cái hồ nước nè cô bác. Hồ nước. Giờ ở đây là mình cũng có điện luôn. À, cũng rất là tiện. Ở đây nè, mình thấy nè, những cái nồi niêu son chảo rồi vân vân. Mình cắt được trên đây vậy đó, phải đơn giản luôn ha. Nó khó khăn ở dưới đồng bằng biết bao nhiêu lần. Dạ. Ta dắt bộ lên. Nội mà đem ba cái tơ lên trên đây không mà. Khủng khiếp. Rồi, mà tôi không biết làm sao mà cái tủ này đem lên được nè. Mà không có đường xe nữa. Ừ. Cái đường xe thì không có mà cái đường đi bộ. Cái đường đi bộ gặp gần. Ủa siêu huynh cho hỏi cái tủ này sao mình đem lên đây được siêu huynh? Cái này mà đầy gấp hả? Còn cũng biết nữa, còn lên đây rồi cũng thấy có. Giờ nè cô bác, cái tủ này là bề ngang là khoảng 3,5 m. Đó. Và cái bề cao là khoảng 2 m mà mình dòm nè. Chắc đem lên đây làm quá. Chắc đem lên đây bắn ri về ha. Xem mình thấy cái tủ nó không biết sao mà khiêng lên tới đây nổi, trừ khi mà ở bên nước ngoài người ta câu cái trực thăng á cô bác, câu cái trực thăng thả xuống đây chứ sao mà khiêng lên được. Từ ở dưới mình lội là chẳng ai á. Giờ nè, cái tủ hết hồng bự luôn, mà tủ kiến nữa, có thể là ở dưới làm sẵn hết rồi rồi lên đây mới gáp vô, có thể gì. Tưởng tượng đi. Lên đây mà xây dựng được cái chỗ này đâu phải dễ đâu. Nè đồ núi nè cô bác, xoài quá trời nhiều xoài luôn. Xoài lão không đó? À, xoài, quá trời xoài luôn. Đây có bông súng nữa nè. Ừ. Lấy xoài ăn đi mấy quên. Rồi coi đúng đúng hàng ở nhà tôi xoài nhóc luôn. Đang bệnh. Đang bị cảm thôi xong rồi. À, cô bác thấy ở trên núi ha, nhưng mà ở đây là gần như là đầy đủ, không thiếu gì hết, không thiếu cái gì hết luôn. Cái tiện nghi không thiếu, nhưng mà có một cái ở dưới đồng bằng mình không có, đó là cái không khí trong lành và cái không gian thanh tịnh.
đó, ở dưới đồng bằng mình không có là thua trên này. Chỗ đó ngủ con không? Đó. Con chó đó nó cũng có phước là nó ở dưới đồng bằng là bị người ta mần thịt, nó tiêu bắt mần thịt rồi. Ngoài rất là yên tĩnh chú, và không khí rất là yên lành luôn. Sao mà chú chọn được cái chỗ này rất là hay luôn. Ủa vậy là mình có người quen ở trên này không, mà mình ở trên này chú, rồi mình xin mình ở trên này cũng là một cái tình cờ. Dạ. Rồi mình có cái duyên dạ đến đây, chứ cũng thường cũng đi bên núi Sóng rồi này kia, đi qua bên dạ. Mấy cốc bên đảo Hòa Hảo. Dạ. Rồi cũng ở bển. Dạ. Rồi thấy ở bển cũng không được định hơn ở đây. Dạ. Đây đây mà. À, vậy là mình hợp duyên với ở đây chú ha. Dạ, cũng có cái nhân duyên gì đó chứ thôi, giả sử như ở bển là mình ở bên núi Cấm có nhiều người lắm cô bác. Lắm chú, nhưng mà ở bên đây thì hơi ít hơn. Dạ. Bên này thì ít cô bác đạo hơn. Thì mình giống dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, rồi con cảm ơn chú. Ở đây là mình thấy một cái bàn trà nè, mình tưởng tượng giống như uống trà đạo ở bên Nhật. Dạ, dạ, được rồi chú. À, con cảm ơn chú nhiều lắm. Dạ. À. Cái này mình ngồi cái kiểu ngồi quỳ mới giống như bên Nhật luôn cô bác. Cái bàn chân thấp kiểu Nhật nè. Đó. Đây nè. Cái bồ đề đó thì à, có cái bồ đề ở phía trước của mình luôn. À, mình sẽ quay toàn cảnh ở đây. À, đây là cái ông chú, ông ở cốc. À, dạ chú ơi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi chú? À, chú 65 tuổi à, vậy là mình tu lâu chưa chú? À, mình phát nguyện. Phát nguyện hồi 2012 đến giờ. À, vậy là cũng lâu lắm, có 19, 7 năm mà chú ha. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì chưa tu siết. Dạ, à, vậy là ở nhà là hồi xưa là mình có gia đình không chú? À, mình cũng có gia đình ha. Dạ. Bây giờ lớn tuổi rồi, chắc con cháu đã có gia đình riêng rồi. À, cái mình về gia thất hết rồi. Dạ. Mình thấy cái tuổi già của mình á, nó cũng không có làm gì tạo nó được. Thành ra bây giờ tốt để mà lo cái phần tâm linh chú ha. Được. À, dạ. Chứ cái việc ngoài đời thì mình làm hoài tới suốt đời nó cũng không hết chú ha. Dạ. Nó cũng không có mang theo được. Dạ. Cái tội có cái tội cái phước là còn à. Mình ở đây yên tĩnh như là rất là quý. À, thường có những cái cô bác đến đây tham quan hành hương, người ta có thường ghé đây không chú? Có cũng thường cũng như cũng ghé thường vậy. Dạ. Cũng như người ta mến đạo, người ta lại đây mình người ta trò chuyện về đạo đức chú ha. Dạ. Gặp thầy chưa? Lại uống nước nói chuyện tâm sự rồi chứ ít có nói đạo nhiều. Dạ. Nhưng trước không thành công nha. Bị mấy ổng đi ở dưới thì cái phần đó là lên xuống xuống đó mà. Dạ. Còn mình ở đây thì đi lên đây cũng nhớ cái kỷ niệm. Định là cái chỗ đây đồng đội ra ở thì dạ ra ai cũng biết cái đen rồi đó. Ở đây đồng đội cũng tới ở dạ. Có khi tôi muốn lên những phật tử đó là những buổi chiều rồi kia đó dạ ngủ nước và hàng nguyên Hàng nguyên tâm tình chứ ha. Dạ ở trên đây cái không gian gì là rất là im luôn. Phải nói là nó góp phần một phần nào cho cái tâm của mình nó dễ định hơn chú ha. Dạ. Ở đây là có một ba cái vị dẫn đường của mình nữa nè. Hải quân, tôi đi bên Hải quân. Dạ, ở đây là có một đệ nữa nè, cũng ở trong cốc nữa nè. Rồi mình sẽ ngưng tại đây, mình uống nước chút xíu rồi sẽ quay tiếp. Rồi cô bác, hiện tại là từ cái cốc cái chỗ của ông chú rồi mình sẽ khởi hành đi. Rồi con cảm ơn chú nhiều lắm nha. Dạ, chú ở đây là rất là nhiệt tình, mời ăn bánh trái và đãi nước ở đây luôn. Dạ, ở đây, cái cốc của mình ở đây có tên không chú? Cái cốc của mình ở đây có tên không chú? Thằng Kim Quy. Cốc ở chỗ cái thằng Kim Quy chú ha. Dạ, ủa vậy là chú tên gì, chú thứ mấy chú? Tôi tên Qua thứ hai. Chú hai, ở đây có chú hai, bữa nay là mình đã ghé tham quan cái cốc chỗ chú hai ở nè. Rồi một lần nữa con cảm ơn chú nhiều lắm chú hai. Dạ, đi luôn đệ ơi. Dạ, rồi con cảm ơn chú luôn. Dạ, chú vui vẻ hết. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Rồi mình sẽ quay lại toàn cảnh ở đây, cái chỗ cái cốc của ông chú hai đây. Thì ở đây là rất là yên tĩnh cô bác, không khí cũng rất là trong lành luôn.
gió thì thổi hiu hiu mắt rượi. À, đây là đúng cái chỗ của cái người tu luôn, tại vì cái không gian ở đây nó rất là yên tĩnh. Ở đây là cái con đường ở trên cái núi này cô bác, hoàn toàn là không có cái đường xe, à, mình chỉ đi bộ được thôi, thành ra nó rất phù hợp với cái chất của cái người tu ở trên đây. À, lúc này mình sẽ đi vòng xuống phía dưới. Thì ở phía trước này mình sẽ thấy có rất là nhiều thuốc nam của cô bác trồng nè. Và ở phía ngoài của mình, tức là cái đường từ cái điện thờ của thần Kim Quy ở đây, mình thấy cái điện thờ của thần Kim Quy ở dưới đó cô bác. Nó ở bên tay phải của cái hướng mình đang nhìn nè, là cái điện thờ của thần Kim Quy. Ở đây có một số cái đường để dẫn lên núi đó, như mình thấy đây. Ví dụ cái ngã rẽ bên tay trái theo cái hướng máy quay của mình cũng là cái con đường để đi lên núi đó. Và cái hướng rẽ bên tay trái theo cái hướng của máy quay mình đang quay là đường lên cái cốc của ông chú Hai. Mình vừa vào tham quan ông chú ở trên đó, rất là vui vẻ nhiệt tình luôn. Và cái hướng bên tay phải của mình bên đây cũng có một cái con đường dẫn lên trên núi nữa. Lúc này mình sẽ tiếp tục tham quan lên ở phía trên. Ở đây có một số cái bậc thềm làm bằng đá để cho mình đi nè, rất là dễ dàng. Rồi nói chung cái con đường ở trên cái núi Bà Đội Ôm này thì nó không có dốc lắm cô bác. Mình có thể đi lai rai. Mình sẽ tới ở đây, mình sẽ thấy một cái biển báo chỉ đường đây. Một cái biển báo cũng rất là dữ dội luôn nha. Bà Đội quẹo phải, Cửu Huyền rẽ trái. Đây. Nhưng mà theo như ông chú nói thì mình không có đi lạc, mình đi vòng vòng hồi là cũng giáp cái núi. Hai đường này đường nào cũng lên đỉnh chứ. Đường nào cũng lên đỉnh nha. Đường đó. Mới, đường cũ. Rồi, đường nào mình đi cũng được hết. Thì bữa nay có ba cái vị dẫn đường nè cô bác. Ba cái vị dẫn đường. Đường. Đó. Bình thường á, mình đi một mình thì đó. Cái nhà giống hệt như những cái biệt thự mini ở Đà Lạt đó cô bác. Rất là đẹp. Hai bên là hai cái cục đá nó che hai bên ha cô bác. Phía sau cũng là một cái tảng đá ở phía sau nữa. Đó. Con đường này đi lên ở phía sau của mình này. Thường thì mình đi mình ăn. Mình đi mình ăn thì mình sẽ bị lạc. Đi thêm ông chú Tám nữa thì đỡ lạc. Bữa nay đi tới ba người nữa, mình là bốn là chắc chắn là chuyến này đi không lạc. Đi nhiều người nhiều ý lạc còn dữ nữa hả. Ở phía sau của mình nè cô bác, hồi nãy là mình quay ở trong ruột, chắc này là mình quay toàn cảnh ở phía bên ngoài nè, mình thấy nè. Rất là đã cô bác nhìn nè. Đó, phía ngoài là đá, trong là đá, ở giữa cái kẹt đó, nguyên một dãy tấm năng lượng đó. Đúng rồi cô bác. Mình đếm còn mấy tấm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm cô bác. Thấy không? Thấy khủng khiếp không? 10 tấm, bởi vì kéo nổi cái tủ lạnh trà bá đó. 10 tấm pin năng lượng. Khủng khiếp ha. Đó, mình sẽ quay lên ở phía bên trên nè. Ví dụ như cô bác đã xem cái video mà ngoại Long Sơn á, cô bác thấy cái nhà của ông chú Ba đó, ông đốt cái bóng đèn ta nói tối thui đó, là ở đó có một cái tấm, một tấm năng lượng một thôi cô bác, còn ở đây là tới 10 tấm đó, khủng khiếp không. Thành ra cái số lượng điện mà đủ cung cấp để cho nhà xài thoải mái luôn, để cho cái cốc đó là xài thoải mái. Cái chi phí thì nó cũng hơi cao. Nếu mình bỏ cái vốn ra để lắp năng lượng thì tính ra nó lời hơn mình xài cái điện sống, lời hơn cái điện sống nhiều. Nhưng mà cái chi phí đầu tiên để mình bỏ ra mình đầu tư thì nó rất là nặng. Cái hồi muộn đi thì nó có mùi muộn chả cút hết á. Nghe nó mình nghĩ thôi. Cái mùi rất là nhẹt mà không gần luôn á. Trời ơi. Giấc này mới phát hiện ông mang cái dép tổ ong nè. Ủa nhưng mà cái dép tổ ong này khác ta. Tổ ong này tổ ong mới bây giờ. Trời ơi, chứ tổ ong người ta cái đế cao lắm không? Tổ ong ngay kia là hồi đó. Hồi đó. Tổ ong bây giờ. Cái kia là cái tổ ong mặt, còn cái này tổ ong gùi hay gì á cô bác. Tổ ong con. Ông con. Tổ ong non. Bây giờ nó mỏng lét này cô bác.
chứ cái tổ ong kia nó dày lắm, đi nặng nặng nề lắm luôn. Tổ ong kia dày lắm. Ờ. Nghe vẫn rõ. Được được nghe tiếng nói loài người rồi đó. Không biết mình tới cái điểm nào nữa nè cô bác, có một số cái vị ở phía bên trên đó rồi đó. Hình như có một cái hàng quán gì ở phía bên trên nữa. Ủa. Hình như là mình gặp lại những cái vị hồi nãy ở dưới cái điện thằng Kim Quy á nhìn nè. Thấy không? Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây. Ở phía trên cái con đường mình tiếp tục đi lên đó cô bác. À. Và ở phía bên phải của mình, tức là cái hướng nam của mình đó cô bác. Và cái phía dưới của mình, tức là cái hướng tây của mình nè. Cái hướng tây của mình đó cô bác. Ở đây quá sao mũi rồi nó cắn. Nó con mũi cắn thì không phải, tại con mũi nó không có răng. Nó con mũi chích mới phải. Con mũi nó chích. Đó. Và ở phía trên của mình đây. Có gì em tiếp mẹ không con? Ở đây là qua đó quay phong cách đi chút đi. Bên đây là cái điện gì Quynh? Vậy là mình qua đây mình tham quan ha. Rồi tới đây là mình có một cái ngã để rẽ trái nữa nè cô bác, có một số cái điện thờ đồ dân dân. Rồi một số vị cũng đi tham quan hành hương đồ ở bên kia như mình thấy đó. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở đây một lần nữa trước khi mình qua bên kia tham quan. Có một số cô bác, bác ơi mình ở tỉnh nào mình qua đây mình tham quan bác? Cần Thơ. Ủa ở Cần Thơ hả? Con cũng ở Cần Thơ nè, con huyện Vĩnh Thạnh. Ở huyện Phong Điền. Phong Điền tuốt ở dưới, gần giáp ganh với cây găng. Đúng rồi, dạ. Đi vô. Dạ. Vĩnh Thạnh. Vĩnh Thạnh, đường Kiên Giang. Đúng rồi, đúng rồi, cái cờ đỏ. Và còn kế bên luôn. Phong Điền. Dạ, cũng cùng một cái tỉnh luôn. Xuống này lên, cô đi xuống. Đi xuống, vậy là lên tới đỉnh hả anh? Tới đây chở xuống hả chú? Rồi mình đi mấy ngày chú? Đi 2 ngày rồi. Bữa nay nữa là ngày này là ngày thứ 3 rồi. Vậy là ở bản rồi mình mới vòng qua đây chứ không phải ở đây 2 ngày. Dạ, chắc này là mình xuống núi rồi. Vòng hết trơn vậy đó. Tham quan vòng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đi quên núi không cắm. Dạ. Hôm nay thì chở xuống sáng nay thì chở xuống đây leo lên núi bà được. Dạ, rồi chắc này xuống là về luôn đó hả con? Xuống là về đi qua Hà Tiên, đi qua chùa Hang. Ủa, vậy là cô đi xe khách hay là cô đi xe nhà? Đi xe khách. Thuê xe mình đi với cô ha. Dạ. Vậy là cái này nguyên một gia đình mình hả, là hàng xóm hay sao cô? Hàng xóm. Đi kéo nguyên một băng khoảng bao nhiêu người lắm cô? Khoảng nhiêu người lắm cô? Khoảng 30 không? Đông ba xe. Ba xe đó, 16 chỗ mà ba xe đó. 45 người. Rồi, 45 50 người. Rồi, quá đông luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô luôn. Dạ, cái này là nguyên một cái đoàn của cô bác đi hành hương đó. Rồi rất là đông vui luôn. Đó. Cái này nè, số cô bác đi hành hương. Thì cái những cái đoạn đường dốc này cô bác, từ ở dưới mình đi lên nó tuy nó mệt nhưng mà nó an toàn, còn từ trên đi xuống là nó hơi nguy hiểm một chút xíu. Đó. Một số cô bác đến đây tham quan cái điện bên này rồi đi trở xuống đó, rồi thì dắt này mình sẽ qua bên kia tham quan cái điện bên kia. Đó. Tham quan bên kia để coi có gì nghe cô bác. Bên này mình sẽ thấy một cái điện thờ, ở bên này có một cái điện thờ nữa đây. Đó. Quên bạn không chữ chứ. Dạ, ở phía dưới này mình sẽ thấy một cái điện thờ và có cái tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở phía dưới này nữa nè cô bác. Đó. Vì trời mưa nên mình thấy nó hơi dơ một chút xíu, nhưng mà trời nắng thì chắc nó sẽ đỡ hơn. Ở phía trên có một số cô bác trong cái đoàn hành hương vừa rồi nè. Đó. Thì vậy là cô bác này cũng ở Cần Thơ nữa. Cô ở Cần Thơ phải không cô? Dạ đúng rồi đó, chung quê luôn rồi, con cảm ơn cô luôn. Đó, cũng ở Cần Thơ nữa. Đó. Thì ở phía trên của mình đây có một cái điện thờ nữa. Tại mới hỏi cái câu cô dưới kia rồi, tôi cũng ở Cần Thơ, tôi ở Vĩnh Thạnh mà. Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, cái đường đi Kiên Giang á. Vĩnh Thạnh là thốt phải không? Đâu, huyện Vĩnh Thạnh, khúc Vĩnh Chinh đi theo hướng Kiên Giang hả cô? Gạch Giá. Ông ở, số mừng. Ông ở bờ giang của Cần Thơ thôi chứ không phải Cần Thơ. Đây là chúng tôi mấy Cần Thơ nè. Đúng luôn, chính xác luôn. Vậy là tôi ở Kiên Giang hay sao? Nhưng mà bờ giang Cần Thơ không phải Cần Thơ phải không? Đúng rồi, bờ giang là không phải Cần Thơ phải không? Gì nó ngoài. Ở đây có một số cô bác cũng đi hành hương đó. Cái quay tham quan người nhân dân. Thì lúc này mình sẽ vào bên trong tham quan cái điện thờ ở phía bên trong đây.
đó. À, thì mình sẽ quay toàn cảnh ở cái khu vực này. Ở phía trong như mình thấy có một cái biển, đó là Điện Cửu Huyền, như mình thấy đây, à, Điện Cửu Huyền. Còn ở phía bên ngoài này có một số cô bác bán nước này, cho khách hành hương này. Ở đây cũng rất là tiện luôn cô bác, mình đi đi tới đây mà cũng có nước uống đây nè, à, rất là tiện luôn. Đó. Và ở phía bên ngoài của mình có một cái điện thờ và cô bác đang cúng giếng ở phía bên ngoài đó. À, ở đây thì mình nhìn cái cảnh bên núi Cấm rất là đẹp luôn, cũng tương tự như là cái giò ở phía dưới. À, ở phía trong của mình là cái điện Cửu Huyền thôi, thì ở lúc này mình sẽ ra bên ngoài tham quan ở bên ngoài trước, rồi mình sẽ đi vòng ở phía bên trong sau. Ở phía bên ngoài nè, đó các cô bác đang cúng giếng ở phía bên ngoài đây. Dạ, từ đây mình có thể mình nhìn qua cái hướng ở bên cái núi Cấm rất là đẹp quá. Ở đây mình có thể nhìn được toàn cảnh luôn. Lúc nãy là mình từ ở dưới những cái tảng đá ở phía dưới đó cô bác. Đó, những cái dồ đá ở phía dưới đó. Cái chỗ cái điện thờ các cái vị sơ, các cái vị tiên ở dưới á, chư tiên ở dưới á. Mình nhìn đã thấy nó đẹp rồi, nhưng mà lên trên đây cái không gian thoáng đãng mình sẽ nhìn thấy được toàn cảnh còn đã hơn nữa. Ví dụ như bên kia là cái núi Nam Di. Cái núi Nam Di và sau cái núi Nam Di là cái núi Già Ngọa Long Sơn, à, và ở đây là cái dồ Chư Thần, à, cái dồ Chư Thần đến cái dồ Bà cái đó, Cấm, và bên kia là Cáp Treo của núi Cấm đó cô bác. Mình quay về cái hướng bắc của mình là ở đây có một số cái dồ đá rất là đẹp, các bạn thấy nè. Cái dồ núi đá thì các cô bác đã đi ở bên núi nước thì có một số tương tự như vậy. Dạ. À, có một số cái tảng đá của anh nhìn rất là đẹp, à, có những cái lằn xẻ ngang xẻ dọc nó nhăn vô. Là điện thờ của cô bác đến cúng giếng hành hương rồi nhân dân. Ở đây là điện thờ của Điện Ngọc Đế, à, của Điện Ngọc Đế. Rồi mình sẽ quay toàn cảnh ở đây rồi mình sẽ vào tham quan, à, ở phía bên trong của cái điện Cửu Huyền. À, phía dưới cái hướng nam của mình tức là cái đuôi của cái núi Bà Đội Ôm đây. À, nhìn thấy có khung cảnh ở dưới vô cùng đẹp luôn cô bác. À, toàn cảnh ở khu vực ở phía dưới đây. Đây là cái hướng tây của mình hả cô bác. Đây là cái tuyến đường từ cái ga Cáp Treo núi Cấm, mình đi lên núi Cấm bằng cái đường Cáp Treo đây. À, mình sẽ thấy một số xe đậu ở dưới rồi dân dân đó. Vào bên trong tham quan cái điện Cửu Huyền ở phía bên trong. Cái điện Cửu Huyền ở phía bên trong nè cô bác. Cái điện Cửu Huyền. Đây là cái điện Cửu Huyền này cô bác. Từ ở đây mình có thể nhìn xuống ở phía dưới, à, những cái vách đá ở phía bên dưới cô bác, nó bọng ở dưới đây là bọng cô bác, nó bọng lỏng ở dưới bên này nè. Đó, ở đây nè mình thấy nè, à, điện Cửu Huyền có cái biển của cô bác để nè, và xung quanh ở đây có hệ thống hang, rất là nhiều hang luôn cô bác. Ở trên này cái cảnh này nhìn rất là đẹp đó, ở trên của mình này có những cái máy dòm ở phía bên trên này. Ừ, đổ cả nó lên nè. Cái này là bác đang sửa cái máy nè. Rồi lấy cái gì vậy cô cậu? Lấy cái gì chống? Đâu em đưa cái cúp thực ra nó chạy. Cái cây đó mình chỗ để vậy hay quá. Cái tay là cái sửa cái máy nhà nè cô bác. Chú hôm nay sửa cái mái nhà đó. Rồi bây giờ chịu đỡ nha. Rồi, chú bộ thôi, Cái này là một cái quán mini ở đây nè cô bác. Giờ mình đang sửa chữa đang làm đó. Ta chịu lại để nó chạy ngoài luôn. Mình không có làm toàn mới là hả chú? Cố quay phim nó mất tiêu rồi. Dạ đây 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 con đang quay cho chú. Đang làm không quay. Quay người người thật việc thật mà đó. Trời ơi. Có cái nhân viên ở ngay cửa quán. Gọi chị chắc đưa cho em cúp cúp đi. Ở dưới đây cô bác.
cái này là chị đưa gốc cây nữa, chịu gì cục luôn nè. Cái này là cây nhà lá dương luôn, sẵn có che chút ở đây rồi làm luôn nè cô bác. Ông chú nó buộc nè. Ông Năm chặt lấy khúc ông Năm. Chặt lấy khúc cột đây nè. Cây á. Cây hả? Ừ. Đưa mẹ cái cây dạy luôn đi. Ủa vậy là quê chú ở đây luôn hả gì? Hồi đó tới giờ ở đây luôn hả? Ở đây nè, ở đây như là ở gần. Bao nhiêu năm rồi chú? Hả? Chú ở đây bao nhiêu năm rồi? Đi lên đây là mình đi lên chơi thôi. Mình chơi thôi ha? Hả chú? Lên cái mắt nè chú nó chợt không? Cao quá. Nó cao hả? Nó sợ dưới cái mắt nó chợt. Ở đây là lâu mình đi lên chơi. Hả? Cứng đi. Tại cột chắc luôn chứ cứng vậy. Dán kèo dán sắt lại luôn. Rồi buông lên. Dạ. Được đó. Coi chi chạc nữa chứ. Cái công trình dẫn tử tôi một chơi kêu một chắc. Công trình đó cô á. Đó. Cái này đó là mình chỉ bỏ cái này lên nè. Rồi. Bỏ cái đằng xuống vô đây nè. Dẫn cái cây vô đó luôn. Giờ có cây thì vô qua nó đầu hay không? Lên bắt đầu giờ cái này quay. Giờ qua đây. Đó, làm trước đi, đã đầu rồi chỗ ta. Rồi. Rồi cho nó chắc chắn đi, mưa gió rồi nó. Để tôi. Đó, mình sẽ quay cảnh nè cô bác. Chút nữa mình đẩy gì xong mình xếp trong chút nha. Chút nữa đẩy cái cây đào vô trong nó vô. Đẩy vô được. Em mà làm rồi chắc cái đầu nó thành một rồi đó. Đây là cái của không gian chặt lên cái cột không cho lúc mà phải cột dĩ chứ sao năm cái cột cây chắc luôn mà chưa cái đi ra mà cột nó đi ra rồi cây này trên đây rồi mới đúng nào đúng rồi đó sập chút phát không sập được đâu mà nhiêu hồi đó sập không giờ ra ngoài ông có ngâm chứ dở ngang tảng đá chết lắm này nhẹ không sao rồi. Đừng có hẹn nhau ở đâu chứ. Đừng có hẹn nhau.
ở Vinh Dương là mệt lắm mà. Thấy nhau đây Phương em. Vâng. Do mà cái tiếng nói của chú này tôi nhớ có quay lên cái clip mà lên mạng rồi đó. Đi với cái ông đã quên.